Rồi, hello anh em nha. Hôm nay bên mình về một con IB nè. Đó, IB 125 của hãng Yamaha nha, của anh dưới Tây Ninh luôn, chính chủ nha anh em. Đây, hôm nay thì bên mình sẽ đem nha, nó về. Anh em nào cần thì anh em liên lạc cho mình nha. Số điện thoại như thường lệ là 0369 nha, 669 659 nha anh em. Đây, xe rất là đẹp luôn, có thùng đồ đầy đủ luôn, đèn LED, đồ trang bị rất là đẹp luôn anh em. Đó, anh em nào cần thì anh em liên lạc nha. Đây, xe khá là ok luôn. Rồi. Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của bên Tuấn Mô Tô. Hiện tại thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô hôm nay mới vừa về một con siêu phẩm. Con này là Yamaha IB 125. Xe cực kỳ đẹp luôn anh em. Xe này thì chủ xe ở dưới Tây Ninh sử dụng khá là kỹ. Cho nói chung là anh này cũng rất là cưng xe anh em. Sử dụng rất là ok luôn. Mà xe anh này vô đồ cũng rất là đẹp luôn. Nhiều nhìn chiếc xe rất là đẹp anh em. Như là giới thiệu cho anh em sơ nè, như là thùng sau nè, thùng sau hùm GV luôn nha, hai túi da hai bên luôn, nhưng mà người ta gắn túi da, người ta gắn cho thêm mình cho mình một cái bách luôn để gắn túi da luôn nha, nhìn rất là đẹp anh em. Đó, gắn thêm một cái bách để anh em gắn túi da hai bên luôn nha, rất là đẹp luôn. Rồi, anh này có gắn thêm cho mình một cái cản chống đổ luôn, một cái cản chống đổ luôn anh em, chống đổ đúng của thằng này khá là đẹp luôn, còn gì đây gắn vô rất là đẹp luôn. Mà anh này có gắn cho mình một hai cái đèn trợ sáng hai bên nữa bằng đèn LED luôn, rất là sáng nha. Gắn cản chống đổ mà còn gắn hai cái đèn LED nữa. Đó, gắn đồ chơi rất là đẹp luôn, hai bên nha, đèn LED luôn nha, hàng xịn nha anh em. Hàng xịn nha, rất là sáng nha. Anh em đi ban đêm rất là sáng, không những cái đèn LED đâu, đèn trợ sáng đâu mà còn gắn cho mình một cái đèn trước luôn. Đèn trước luôn, đèn trước đèn LED luôn anh em, đèn trước đèn LED luôn. Rất là ok nha. Đó, đèn trước đèn LED luôn. Đó, nên nó cực kỳ sáng anh em. Anh em đi ban đêm thì nó rất là sáng nha. Anh em ở dưới tỉnh đồ á, anh em hoặc anh em đi Đà Lạt, Nha Trang, anh em đi ban đêm những đường núi, đường dốc đồ á, thì anh em bật lên nó sáng á, sáng rừng luôn, đã lắm. Đó, nói chung là ok. Đó, và con này thì được cái là xe này là xe ring anh em. Xe ring, người ta rất ít sử dụng. Đó, vỏ trước, vỏ sau là vẫn còn riêng theo xe luôn. Vỏ riêng theo xe là vỏ, anh em sao phân biệt được không? Vỏ riêng theo xe là vỏ có rụt nha, là riêng theo xe. Còn riêng phần máy móc nha, em kiểm tra rất là kỹ rồi anh em. Máy ring ok lắm anh em. Máy cực kỳ ring luôn, mà nổi tiếng rất là em không có bị xè xè giống như những xe khác nha. Đó, máy này ring luôn, máy này anh thấy khá là đỉnh, máy ring nha, chưa mở một con ốc nào trên xe luôn. Đó, em kiểm tra hết rồi, mô bình sườn nè, IC nè, bình xăng đồ là ring hết, chưa có động chạm, chưa làm một cái gì hết nha. Đó, đồ ring hết cho anh em, ốc tán trên xe hầu như là còn ring hết cho anh em, không có sửa chữa gì xe này, chỉ có vô một số đồ chơi thôi, mà đồ chơi toàn là đồ hàng hiệu không á, đồ đúng hợp lý anh em. Đó, vô đồ chơi nhưng mà vô cái đồ hợp lý anh em, chứ không có vô những cái đồ bậy bạ gắn rườm rà xe, giống như là thùng sao nè, thùng sao là chủ xe gắn thùng GV luôn, rất là mới nha, cũng mới tanh anh em, chưa có sử dụng bao nhiêu. Hai túi da hai bên rồi, cản cái cản bảo vệ luôn, miếng bảo vệ luôn, cản chống đổ luôn, cản chống đổ và một cặp đèn trợ sáng luôn, không riêng một cặp đèn trợ sáng, rồi tiếp đến là một cái bóng đèn LED phía trước luôn, rất là sáng nha anh em. Anh em nào mua thì anh em về việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì nha. Con này thì máy riêng, máy rất là êm. Còn mấy dòng này thì anh em biết rồi, những cái hàng khác bán giá rất là cao, nhưng mà bên cửa hàng mình thì bán cái giá cũng rất là hợp lý cho anh em, giá chỉ có 32 triệu thôi, 32 triệu. Đó, anh em nào cần mua thì bên mình có vận chuyển tận nhà cho anh em luôn, nên anh em yên tâm, anh em ở xa anh em vẫn có thể mua được luôn nha, bên mình vẫn vận chuyển tới nhà cho anh em luôn. Còn đây thì chủ xe cũng rất là ít đi anh em, ô đô của nó thì em thấy mới có 11.000 cây à, nên vỏ còn ring, nhông trên đĩa rồi còn ring hết. Đó, mới có 11.000 cây nên xe nó cực kỳ ok luôn. Anh em mua những con xe nào thì không biết chứ, riêng anh em mà chọn con xe này thì anh em khỏi phải bàn nha, rất là ok. Đó, máy móc cực kỳ êm, bình đề càng đèn xi nhan đầy đủ hết. Đó, mấy dòng này anh em chạy rất là lợi xăng, xăng mấy dòng này thì anh em chạy tầm 45 cho đến 50 cây số một lít xăng. Đó, nếu như anh em ra đường trường anh em biết cách chạy thì có thể hơn trên 100, trên 50 cây số một lít xăng luôn anh em, vì mà đa số những dòng này của hãng Yamaha chính hãng ha, xe nhập từ Indo nên nó khá là chuẩn và nó rất là lợi xăng. Thùng này thì anh em đi chơi anh em bỏ nè, bỏ đồ cũng rất là ok luôn anh em.
thùng nè, anh em bỏ quần áo rồi ba cái đồ là cá nhân này, anh em bỏ vô rất là ok luôn. Để anh em khóa lại nha, có chìa khóa đồ đầy đủ hết, anh em khóa lại. Thùng này là thùng 27 27 lít hả? Đúng rồi, thùng này 27 lít hả ta, phải không? Châu hả? Phải lít. Đó, anh thấy khá là ok luôn, thùng GV nè, là thùng xịn luôn nha, thùng xịn luôn. Đó, anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho em. Pin con này thì máy Vin nha, máy Vin nha anh em. Anh em mà để ý nha, máy dòng này thì anh em nào mà lớn lớn tuổi anh em sử dụng nè, hoặc anh em riêng cái dòng này thì lớn tuổi nào anh em sử dụng cũng rất là ok hết, hợp hết cho anh em lớn tuổi hay sinh viên, học sinh sinh viên đồ, mấy anh đi phượt đồ, mấy anh rất là thích mấy dòng này. Đa số mấy dòng này rất là bền luôn, trâu bò luôn anh em, rất là bền luôn. Đó, câu này thì máy Vin nha, máy Vin anh em đề nhại là nổ nè, rất là nhà nổ nha. Đó, rất là nhà nổ anh em. Đó, anh em nghe không, cực là ok. Đồng hồ tua máy nè, km nè, hoạt động bình thường hết, không thiếu một cái chức năng nào hết. Anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi, không cần làm được bất kỳ cái gì nha. Đó, giá chỉ có 32 triệu thôi này, 32 triệu quá là hợp lý luôn anh em. Để ý nè, đèn led nè, thử cho anh em test luôn cho anh em xem, test luôn cho anh em xem nè. Đây anh em, đèn led nè, đó đèn led nè, xương dưới luôn, đèn led màu trắng luôn nha, sáng màu trắng luôn anh em, đèn led màu trắng luôn, cốt pha nè. Đó, anh em thấy không, cốt pha nè. Đó, anh em thấy không, cực kỳ ok luôn, không những trên mà còn dưới nữa. Nó xi nhan nè, đầy đủ hết cho anh em. Đó, anh em mình đó, anh em nhờ bật đèn trợ sáng, anh em chỉnh nè, có hướng chỉnh luôn, chỉnh lên chỉnh xuống luôn cho anh em nè. Đó, anh em thích chỉnh sao thì anh em chỉnh. Đó, anh em thấy không, đèn led này rất là sáng nha, mà tháng nó sáng đều hết nha anh em, nó không có pha giống như mấy cái kia, cái này nó sáng đều hết, đèn led rất là đẹp, nguyên một dây led trong này luôn, còn phía trước bóng đèn led xịn luôn nha. Bóng này phải mắc tiền anh em, đây bật lên cho anh em xem luôn nè. Đó, anh em đi ban đêm thì cực kỳ đỉnh rồi, rất là sáng, anh em không phải lo này về ánh sáng nữa hết. Đó, rất là sáng nha, đây cốt pha luôn. Đó, anh em thấy không? Pha cốt đầy đủ hết, xi nhan nè, bốn xi nhan ring hết, đây xi nhan anh em thấy không? Cực kỳ ok luôn. Đó, giá chỉ có 32 triệu thôi. Bình thường những dòng xe khác người ta chưa vô đồ chơi mà người ta bán đã là ba mấy triệu, ba mấy gần 40 rồi, riêng chiếc xe này vô đồ chơi luôn anh em, vô đồ chơi luôn mà bán cho anh em chỉ có 32 triệu thôi, mà có thùng luôn, đầy đủ hết, đèn led là cản chống đổ nè, đèn trợ sáng nè, đèn led trước nè, hai túi da và thùng luôn, và đặc biệt cái là xe này là xe ring luôn, nên anh em yên tâm, anh em sử dụng không phải lo vấn đề gì hết, cực kỳ ok luôn anh em. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 nha, 669 659 để chốt giá, hoặc anh em trực tiếp giá thẳng, để địa chỉ cửa hàng bên mình là 262 đường Phan Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em trực tiếp xem xe tại cửa hàng luôn. Rồi, và em sẽ chạy thử con xe này cho anh em xem, giống như là em chạy thử test tiếng máy cho anh em xem, rồi em sẽ quay từng chi tiết con xe cho anh em xem nha. Bên mình là có nhận vận chuyển ship xe toàn quốc nha, anh em, cho anh em yên tâm, anh em mình ở xa anh em vẫn có thể mua được luôn, mình vẫn vận chuyển ship xe toàn quốc, nên anh em yên tâm nha. Đây thùng này, túi da hai bên luôn anh em, túi da hai bên luôn. Đó, anh em thấy không, túi da hai bên luôn, đèn trợ sáng hai bên luôn. Đó, đèn trợ sáng hai bên luôn. Đây, đèn trợ sáng, đèn led phía trước nè, đèn trợ sáng hai bên vẫn sáng rồi đó anh em. Đó, sáng rất là đẹp, anh em thấy cái đèn trợ sáng không, đèn led mà đèn xịn luôn. Đó, nên anh em xem nó sáng nè, rất là đẹp. Đó, anh em thấy nó sáng rất là đẹp nha, em sẽ tắt cho anh em xem, tắt nha. Đó, bật lên nè. Đó, anh em thấy không, sáng rất là đẹp luôn. Đó, với con xe này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, vỏ trước vỏ sau là ring theo size hết, ring theo size hết. Đó, ring theo size, ông trên đĩa riêng luôn nha, thùng ghi vi, thùng ghi vi luôn anh em. Thùng này thì anh em để đồ nè, thùng ghi vi luôn, anh em để đồ rất ok luôn. Thùng mới tinh anh em, có chìa khóa đồ đầy đủ nha, có chìa khóa đồ đầy đủ màu đỏ nha. Đó, anh em khóa lại. Đây, xe nè cực kỳ ok luôn. Rồi, em sẽ chạy thử và em chụp quay từng chi tiết con xe cho anh em xem nha, anh em nhớ xem hết video giùm em nha. Rồi, ok anh em đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Moto. Hôm nay thì mình sẽ chạy thử con xe này cho anh em xem nè. Đó. Con này thì khá là ok. Dòng này thì anh em ra đường trường anh em chạy là vô địch luôn nha, vô địch luôn. Và những anh em, tại sao những anh em thích đi phượt á, mà anh em thích đi những dòng xe này, vì nó có độ bền rất là cao. Anh em đi ban đêm anh em cũng không có lo sợ hư. Anh em khi mà anh em chạy xa đồ á, anh em không có lo phải sợ hư dọc đường rồi này kia, vì gia số dòng này rất là bền anh em.
Nên dòng này mà anh em ra đường anh em thấy người ta đi phượt, anh em đi phượt rất là nhiều mấy dòng này luôn. Đó, đi phượt rất là nhiều mấy dòng này. Thì mấy dòng này cực kỳ bền. Đó, anh em xem nha. Đây. Em sẽ test luôn cho anh em xem về đèn đúc. Tua máy nè. Con này thì anh em mới sử dụng á, anh em nào mà mới chơi anh em sử dụng anh em vẫn ok luôn. Vì trên này nó có đồng hồ tua máy nè, đồng hồ km nè, đồng hồ bố xăng nè. Rồi đồng hồ bố số luôn, khi anh em đi số bao nhiêu ha, nó sẽ báo cho mình số bấy nhiêu luôn, để cho anh em mình sử dụng luôn, rất là tiện lợi. Và giống như là đồng hồ tua máy nè, để anh em kiểm soát được tốc độ luôn, km nè, để anh em kiểm soát được hết. Đó, rất là ok, anh em mình để nha. Đây, nè, đèn LED nè, rất kỳ kỳ ok luôn anh em. Đó, nói trong con xe này mà anh em mua về anh em sử dụng thì khá là ok luôn. Bên em vừa rồi cũng bán khá là nhiều các dòng xe mô tô, nhưng mà em thấy con này thì giá cũng rất là hợp lý luôn, 32 triệu mà bên mình có nhận ship toàn quốc cho anh em luôn. Em chạy thử cho anh em xem nha. Để anh em nào cần thì anh em liên lạc cho mình số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Bên em số điện thoại bên em là có Zalo luôn anh em. Anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về xe thì anh em kết bạn Zalo ha. Em sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em xem. Để anh em nào có cần mua thì bên em sẽ ship cho anh em nha. Đây, em chạy thử cho anh em xem. Con xe này là chính chủ luôn nha, chính chủ ha, chủ dưới tay nên sử dụng rất là kỹ, đường xá đồ đi cũng rất là sạch sẽ. Đó, anh em mình để ý nha. Thì xe này chủ xe ha, mình có up cái video đầu tiên á là chủ xe đó, mình mua chính ngày của chủ xe luôn anh em. Đó, chủ xe đó cũng rất là cưng xe, cũng biết cách chơi xe nên biết cách bộ trì xe, là biết cách gắn ba cái đồ cho nó linh tinh cho nó đẹp anh em. Em sẽ trả thêm một dặm nữa ha, rồi em sẽ quay từng chi tiết nha. Vì những người chơi xe người ta không biết cách, những người sử dụng xe người ta không biết cách chơi xe, người ta không biết để bổ trì xe, giống như là người ta không biết cách gắn cái này cái kia, nhưng mà chủ xe con xe này thì nói chung là khá là biết cách gắn những cái đồ rất là đẹp, không có gắn cầu kỳ giống như những nhiều anh em gắn ha, mặt kiến đồ tùm lum hết trơn, nhìn chiếc xe rất là xấu anh em. Còn gắn đơn sơ như vậy thôi nhưng mà nhìn chiếc xe nó rất là đẹp. Đó, gắn đơn sơ như vậy nhìn chiếc xe rất là đẹp. Đó, em sẽ quay rồi em sẽ quay từng chi tiết con xe này cho anh em mình tham khảo nha. Để anh em nào cần thì anh em chốt giá để liên lạc nha. Rồi, hello anh em đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Khi đầu tiên thì em sẽ quay sơ một vòng chiếc xe cho anh em mình xem nha. Để anh em mình đánh giá, anh em nào cũng thấy ưng ý thì anh em liên lạc nha. Con này là Yamaha IB 125 đời 2018. Xe chủ sử dụng, chính chủ sử dụng rất là kỹ. Đó, gắn đồ chơi như là hai túi da nè, thùng đồ em có giới thiệu rồi cho anh em. Còn xe về phần máy móc thì xe nguyên ring. Xe này là xe ring nha, không độ không chế nha anh em. Độ chế anh em phải hiểu cái độ chế là khác nha. Còn những dòng xe mà người ta xe ring, người ta gắn thêm đồ chơi là khác nha. Còn độ chế là khác nha anh em. Độ chế là giống như giả sử như bánh này người ta gắn bánh khác vô, người ta độ chế bánh này bánh kia vô thì mới gọi là độ chế nha. Còn xe người ta nguyên ring, người ta gắn thêm đồ chơi thì không thể là độ chế được. Anh em mình để ý nha. Đây. Đó, anh em xem nước sơn ring nha. Nước sơn ring rất là bóng, da yên ring luôn. Thùng này thùng mới luôn anh em. Thùng cho chủ xe mới vừa gắn vào luôn, chưa được tháng. Đây. Đây anh em xem nha. Đây, nước sơn rất là đẹp. Yamaha IB 125. Xe là máy ring, ốc tán là vẫn còn bảy màu nha. Vì xe này sử dụng ít đó, mới có 11.000 cây nên xe còn vỏ trước vỏ sau đi nhông xin đĩa riêng luôn. Đây anh em nhìn ha, bình xăng con nè, cực kỳ chắc luôn anh em. Đó, mới canh nè, đó, mới tinh, bình xăng còn mới tinh luôn anh em. Máy móc là chưa động chạm gì hết nha. Đó, em quay sát cho anh em xem luôn anh em. Vì bên em quay video là giới thiệu rất là kỹ, đa số bên em mình giới thiệu rất là kỹ anh em. Đó, quay từng chi tiết lắm, từng chi tiết lắm. Còn xe thì bên mình đã thay nhớt hoàn toàn hết rồi, anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi. Còn khi mà xe mà mua về bên cửa hàng mình, bên cửa hàng mình sẽ test tiếng máy, rửa ráy sạch sẽ, những vấn đề nào mà không vừa ý thì bên mình sẽ làm lại hoàn toàn hết cho anh em. Rồi anh em mua thì anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì nha. Đó, giả sử như những con ốc nào mà cũ thì bên mình sẽ mở ra rửa ráy sạch sẽ, chải sạch sẽ rồi bên mình sẽ gắn lại cho anh em. Nên chiếc xe anh em nhìn những con xe mà bên mình bán ra nó rất là đẹp anh em, nó rất là đẹp, nhìn chiếc xe rất là ưng ý, nhìn chiếc xe rất là ưng ý.
Anh em nhìn ha, đèn LED rồi, sáng rất là đẹp. Anh em nhìn ha, cặp đèn trợ sáng này, thùng phía sau hai túi da đồ, rất là đẹp, cảnh giống đổ nè. Nhìn khá là ok anh em. Chỉ có chiếc xe đơn giản như vậy thôi, gắn đơn sơ như vậy thôi là chiếc xe rất là đẹp. Không có gắn cầu kỳ gì hết á, cho nó xấu anh em. Đây. Nên nhìn này. Đó, nên nhìn kỹ đi. Đó, rất là đẹp. Đây, nên nhìn ha. Rất là ok nha. Anh em nào mua thì bên mình ship cho nha. Bên mình bán xe rất là uy tín anh em, mua bán rất là uy tín, gọn gàng lắm. Bên mình sẽ gửi hình ảnh, thông tin xe, giấy tờ đầy đủ cho anh em xem. Anh em nào cảm thấy ưng ý thì anh em chốt thì bên mình ship nha. Đó, đèn LED này là đèn LED xịn luôn anh em. Nè, LED rất là đẹp, LED luôn nha chứ không phải là bóng đèn nha. Sáng đèn LED luôn. Cản chống đổ này cũng rất là hầm hố, rất là đẹp ha. Nói chung em ít gặp mấy cái cản chống đổ này lắm. Không biết người ta làm thêm hay sao chứ nhìn rất là đẹp luôn. Hay là người ta đặt làm để cho gắn vô xe này. Nó, thường thường bên mình bán là chỉ có ấy thôi. Cái này có một cái vòng này đây luôn để bảo vệ đây luôn. Rất là ok, rất là đẹp. À, anh thấy rất là đẹp, cái cản chống đổ rất là đẹp. Thì phần máy móc thì ốc tán anh em nhìn nè ha, ốc vẫn còn mới tinh nè. À, bên mình quay video kỹ lắm anh em, để anh em nào cần chốt thì anh em chốt. Bên mình sẽ ship xe cho nó đúng sự thật luôn. Này, nhìn ốc vít nè, bình xăng nè, ốc tán nè, anh em nhìn ha, mới tinh. Đó, anh em nhìn ốc tán mới tinh. Máy riêng nha, máy riêng chưa làm anh em. Đó, anh em nhìn ốc tán nè. Rất là đẹp. Nước sơn thì nước sơn riêng thôi, nước sơn riêng. Rất là bám anh em soi gương được luôn. Đây. Hộp số con này thì 5 số nha. Đây. Số 1 trước nè, 2 3 4 5 thì anh em móc lên. Móc lên số 1 trước. Đây anh em giảm phía trước 2 3 4 5 thì anh em giảm phía sau thì anh em móc lên. Và số móc cần số 2 chiều, anh em yên tâm. Đó. Đây, nhôm sinh đĩa thì nhôm sinh đĩa riêng rồi. Em thấy là vẫn còn riêng anh em, dĩa 43. Dĩa của nó 43. Anh em chạy đường thật đường dốc rồi rất là ok luôn. Rất là ok. Về phần đồng hồ, đồng hồ thì của nó thì có nhiều chức năng. Đây là bố số nè, anh em đi số bao nhiêu nó sẽ báo. Đây là tua máy nè, đây là bố km nè, và đây là bố xăng nè. Anh em nổ máy thì nó sẽ lên thôi. Đây, đó, tua máy nó lên nè. Anh em thấy tua máy nó lên không? Đó, tua máy nó lên đó. Phần km của nó thì 11.000 cây, nó khá là ít rồi nè. Anh thấy rất là ít đó. Vì anh thấy con xe cũng gồng bén thì chiếc đồng hồ km chỉ ít. Nhưng mà mình mua xe thì em cũng không quan tâm đến cái km đâu nè. Quan tâm đến cái chất xe hiện tại thôi. Chứ còn km em cũng không có để ý km đâu. Vì nhiều lúc là người ta đứt km là người ta chạy sao. Nên thành ra mình bán thì mà anh nhiều anh em hỏi thì em giới thiệu vậy thôi. Chứ bên mình mua xe bên mình không bao giờ hỏi chạy bao nhiêu ngàn cây hết. Cái bao nhiêu ngàn cây cái không quan trọng anh em. Cái không quan trọng. Cái quan trọng là anh em tới nhìn cái chất xe nó như thế nào thôi. Cái đó là cái quan trọng anh em mà để ý nha. Chứ anh em đừng có nhìn km đi, km gì nó cũng không thật đâu. Vì nhiều lúc giả sử như người ta đứt dây rồi người ta không chịu thay rồi người ta đi nhiều rồi sao, nó cũng đâu có lên đâu, đứt dây nó cũng đâu có lên. Đó. Nên thường thường bên mình mua xe khuyên khách bên mình á thì không nên nhờ hỏi km, km nó không quan trọng nha. Km nó không quan trọng, cái quan trọng là anh em tới anh em xem thực tế con xe nó có được ring, nó có được độ chất lượng như thế nào, nó còn bao nhiêu phần trăm. Đó. Đó. Chứ cái đó là cái quan trọng chứ còn đừng hỏi km, km nhé. Xong nhiều khách hỏi em cũng nhắc trả lời, nhiều lúc em review xe em cũng ít trả lời, ít để ý đến km lắm. Nhiều chiếc xe người ta chạy ít nhưng mà người ta chạy những cái đường núi đường đồ ha, đường ấy đường này đường kia máy nó sạc hết, xe nó xấu xuống cấp hết. Còn nhiều chiếc xe người ta đi nhiều nhưng mà người ta đi thành phố thì chiếc xe rất là đẹp đó, chứ không phải là ấy đâu. Nhiều chiếc xe người ta đi ít nhưng mà người ta đi đường biển đường này đường kia thì nó xét xẹt hết nha. Hoặc người ta đi đường dốc ha, đường dốc đường đồ thì chiếc xe nó xét nó xấu. Còn nhiều chiếc xe thành phố ha, nhiều chiếc xe người ta đi nhiều nhưng mà chiếc xe rất là đẹp anh em, vì người ta đi đường nó sạch sẽ đó, người ta đi về người ta rửa ráng sạch sẽ đó. Quan trọng là cái chất xe hiện tại như thế nào chứ mình đừng để ý đến km làm gì nha. Quan trọng không quan trọng km nha. Đó, anh em mình để ý không quan trọng km, quan trọng là cái chất xe hiện tại nó đẹp hay là xấu thôi, nó còn riêng không đó, anh em mình để ý ha. Đây thì bên mình sẽ review kỹ cho anh em xem. Để anh em nào cần mua thì anh em liên lạc nha. Rồi video này thì em cũng sẽ ngưng video này. Và em sẽ hẹn gặp lại anh em video sau. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh để ủng hộ bên cửa hàng Đúng Ô Tô nha. Còn anh em nào mà đăng ký kênh thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ video dùm cho Đúng Ô Tô nha. Bên Đúng Ô Tô cảm ơn rất là nhiều. Và bên Đúng Ô Tô thì cũng có thu gom lại xe cũ nha. Anh em nào mà có xe cũ, mô tô cũ mà anh em không sử dụng nữa, anh em cần bán thì anh em liên lạc cho bên mình. Và số điện thoại thì bên mình có Zalo luôn. Anh em gửi hình ảnh thông tin xe của bên Zalo dùm em nha.
Rồi, bên mình xem xét được thì bên mình sẽ tới tận nhà và mua cho anh em luôn. Nên nhà anh em yên tâm. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.